Chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình sẽ tiếp tục làm Minecraft tập thứ 32 nhá. Rồi, thì hiện tại đúng rồi, có một chuyện mình muốn nói ngay mở đầu video luôn là nếu như từ khi lúc video này ra ấy, trước 3 giờ chiều mà mình đạt được 300 người đăng ký thì mình sẽ ra một tập nữa nhá. Mình sẽ ra thêm một video nữa cho anh em xem nhá. Ok. Và ở tập trước ấy, lúc mà mình test skill ấy thì nó đã phá hỏng con tàu đúng không? Thì anh em bảo là tại sao lại phá con tàu, thì thực ra là mình không phải là mình cố tình phá con tàu đâu, mà chỉ là do cái skill nó lan ra thì nó làm vỡ thôi. Và mình trong khoảng thời gian giữa hai tập ấy thì mình đã có nán lại một chút để mình sửa chữa con tàu. Con tàu đã được sửa chữa xong, còn bây giờ công việc của mình đó chính là đi đánh mấy con này để kiếm thêm một vài cái xương nữa, này cái xương này này, kiếm thêm vài cái xương chậu của cái con skeleton nữa để mình sẽ chế ra một cái bàn giống lần trước ấy. Đấy, để mình rồi mình nhận ra là khi mà chúng ta kết hợp lại những cái lá phiếu như thế này này thì cái con zombie hay là con skeleton đấy nó sẽ kiểu như là nó sẽ không đánh mình ấy, cộng với nữa là nó cũng không chạy đi. Nên là mình muốn là để thử xem là mình sẽ gọi những cái con đấy ra để làm gọi là tuyển thành viên cho các băng hải tặc của mình luôn, thế cho nó nhanh để chúng ta đỡ phải gọi là tìm bò biết gì các thứ ấy, thì nó phiền ra. Nên là mình sẽ sử dụng những cái con skeleton này luôn. Tại vì như lần trước em thấy ấy, thì cái lúc mà mình gọi nó ra thì nó cũng như kiểu là nó cũng không đánh mình đúng không? Nên là mình nghĩ là nó có thể là trở thành thành viên của mình được. Đó, và con bé kinh nhầm, full set vàng luôn anh em ạ. Đây gọi là con zombie giàu nhất mình từng biết. Zombie này quá giàu luôn đấy. À đâu, đây là skeleton chứ không phải zombie. Đây là con skeleton giàu nhất mình biết, thấy chưa? Đánh hai phát mình chết nha. Đó, mình sẽ cố gắng lấy không biết là vào trời sáng thì mấy cái con skeleton này nó có bị kiểu là bị thiêu đốt không nhỉ? Mình đang phân vân vờ lêu mà mình chỉ sợ là đến lúc mình gọi nó ra rồi thì nó lại bị thiêu đốt thì quá măng hòa. Nếu mà nó bị thiêu đốt thì đáng lòng. Bây giờ mình sẽ quay lại chỗ này, mình sẽ phải làm một cái bàn chế tạo đã. Chết định lấy nhiều một chút. Đấy, chúng ta vẫn đang cần những cái này, vẫn cần xương. Đấy, con cúp rồi. Đó. Tiện thể đang ở bên này thì mình sẽ làm luôn. Chết thì bướng à. Mình đang muốn thu thập thật nhiều cái nhiều con tốt này. Đó. What the hell, sẽ có cái ấy đây nhỉ? Tại sao lại có sắt ở đây? Hay là rơi từ con zombie ra? Chắc là rơi từ con zombie ra làng rồi. Mình nghĩ như vậy. Chết đi. Với con zombie thì khỏe nhưng mình đánh hai phát mình chết. Rồi, không lấy được thì thôi, mình sẽ quẩy ở đây. Và đúng rồi, trong tập này như lần trước mình đã nói thì chúng ta sẽ đến nhà hàng của Sanji để ăn tối hoặc là ăn sáng, vì hiện tại đang là trời tối. Nhưng mà quãng đường từ đây đến cái nhà hàng của Sanji nó cũng khá là xa, nên mình nghĩ là chúng ta sẽ đến nhà hàng của Sanji ăn sáng. Hình như mình đặt nhầm rồi đúng không? Đặt ngày chứ. Rồi. Quá, nó đặt nhầm mới đau chứ. Đặt ngược lại. Rồi đó. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Và chúng ta sẽ có cái này. Sợ chỉ vứt mấy cái này. Mấy cái đùa chứ, mấy cái móc cua này mình bảo là ship cho anh em để anh em gãy lưng cho nó đỡ ngứa. Nhưng mà khổ thế đấy. Thôi, để khi nào mình sẽ ship sau nhé. Còn hiện tại thì chắc mình không ship được. Và đúng rồi, chúng ta hôm nay sẽ vàng này. Mình sẽ sử dụng vàng để gọi là lấy thay tiền trả nha mọi người. Cái sắt nó không có giá trị ở trong cái thế giới One Piece, nên là mình sẽ dùng vàng để trả tiền cho bữa ăn của nhà hàng của Sanji. Và lần trước cái chỗ này này các bạn bảo là chỉ là thêm 3 số 0 thôi, tức là hiện tại cái tiền truy nã của mình là 101 triệu. Dù sao thì trên 100 triệu thì cũng được xếp vào hàng gọi là tân tinh đúng không, siêu tân tinh rồi đấy. Là siêu tân tinh nhé, chứ không phải là siêu tân binh đâu. Lúc đầu mình đọc là siêu tân binh thôi, nhưng hóa ra là siêu tân tinh. Mình sẽ lấy nhiều skeleton một chút để cho nó bảo vệ thuyền của mình. Ui, con này trâu thế nhỉ? Ui rồi. Con này trâu nhất luôn đấy. Mình đánh nó phải 4-5 phát mà không chết. Sợ thật. Rồi. Đủ chưa? Rồi, ok. Mình đã có được 2 thành viên nữa. Bây giờ thì mình sẽ quay trở về tàu thôi. Con nhện thì nó không rơi ra cái thẻ này.
không ra, rơi ra kiểu cái gì nhỉ, các visit này đấy, nên rất là tiếc chúng ta không thể có thành viên nhện được. Nhưng mà creeper cũng có rơi, nhưng mà creeper thì mình sẽ đi săn rau nhá, để chúng ta có thêm là 3 thành viên nữa, zombie này, marine này và skeleton. Còn hải tặc ấy thì chắc là mình nghĩ sao. Ok, bây giờ quay trở về tàu đã. Đó, ok, vào đây. Con tàu này đã được mình sửa lại đấy. Đấy, anh em thấy không? Sau khi sửa xong thì trông lại như cũ ngay. Đấy, không phải là trông như mới nữa mà là trông như cũ luôn. Ok, trông như mới thì có khi đã hóa thành con tàu khác. Và mình đang nghĩ là có khi là mình sẽ hôm nào đó mình sẽ làm cho một tập riêng chỉ để gọi là độ lại tàu thôi. Không phải là mình sẽ xây lại con tàu này mà sẽ vẫn giữ nguyên cái vỏ này, tức là kiểu như là những cái phần nội thất bên trong này này. À, những cái phần nội thất bên trong này thì mình sẽ đục lại, ví dụ như cái sàn này mình có thể làm bằng một khối khác cho nó đẹp hơn chẳng hạn, khối sắt hay gì đó, hoặc khối thạch anh cho nó đẹp, hoặc là các cái thứ này mình sẽ độ lại cái nội thất bên trong, còn đâu phần bên ngoài thì giữ nguyên này, kiểu là độ lại bên trong thôi, mà mình cũng không chắc có làm không, tại vì nói chung là cái đấy phải nghĩ định nghĩ xong đấy. Thì đây mọi thứ đã được hoàn thành, ok, và chỉ còn mỗi chỗ này thôi. Mỗi chỗ này mình chưa sửa được là do bên trong nó có đồ đấy, nên là tí nữa được mình chuyển đồ bên này qua bên này đã. Và anh em lần trước nói đâu nhỉ, đây lần trước thấy anh em nói là cái bàn này dùng để sạc cái này đúng không, nhưng mà sạc kiểu gì, hay là để hai cái lên vào với nhau, hay là cho đốt súng mà không phải. Mình chẳng biết cái bàn này dùng làm gì cả, anh em biết thì nhớ nói cho mình nha. Ok rồi, và cái bàn chế đạn thì đâu nhỉ, giờ chúng ta sẽ đặt nó ở đây, đặt ngay bên này luôn. Và mấy cái thẻ này mình sẽ quất luôn đây, chúng ta sẽ có một em zombie này, một em marine này, và một em skeleton, một em skeleton còn thừa vứt nha. Rồi tí nữa thì mình sẽ gọi ra xong, bây giờ chúng ta có việc ở chỗ nào để dọn bớt về đồ đi đã. Vừa đây mấy cái này mình sẽ cất vào trong này để được chốc nữa, hoặc là để lúc nào đó chúng ta sẽ gọi nó ra xong, vì bây giờ còn rất nhiều việc làm, chúng ta phải chuẩn bị đồ để còn lên đường đến nhà hàng săn gì nữa, không thể chờ lâu được, chứ không thì video sẽ quá dài. Ba cái gãy lưng này, trái ác quỷ, cất đi nhỡ trên đường mình rơi chết. Mấy cái skill này thì cũng cất đi thôi, anh em điên sáng mà đúng không? Có cái gì? Ở đâu anh? Như còn thiếu skill. À đây rồi. Vấn đề là cái bản mod này nó giới hạn là phiên bản cao nhất là
6.4 này, không có 1.7.10 này, mình không cả nhưng mà đây cũng chịu luôn. Nên là chắc là không chế tạo được cái này. Rồi ok, lên đường không? Mang theo thịt chứ. Mình sẽ mang theo thịt. Rồi vàng, các thứ. Và sẵn sàng nhận đẹp trai rồi, đi rồi. Trời thì bắt đầu tối rồi, chúng ta sẽ đến đấy để ăn tối vậy. Không ăn sáng nữa. Về đêm nó mới đẹp chứ, đúng không? Nhìn về đêm thì cái thành phố này đúng gọi là kiểu không có gì để nói nữa rồi, quá đẹp, rồi lung linh luôn. Nhưng tiếc rằng không có ai sống ở đây. Chẳng nhẽ mình lại spawn ra cho mấy con dân làng cho nó sống ở đây cho nó đỡ gọi là hiu quạnh mà thôi. Chắc là mình sẽ không có lối đi rồi. Chắc là mình sẽ gọi là ra vào một lúc khác. Con tàu của mình sau khoảng độ 3 ngày thì nó vẫn cứ kiểu lắc này. Khổ. Không thích đứng im cơ mà cứ thích kiểu lắc này, chắc nó kiểu là cần phải hút đủ. Rồi bây giờ thì con đường đến nó khá là xa nên mình sẽ tiếp tục đi theo hướng này. Đó, mình sẽ đi theo hướng này nhé. Ok. Hướng này hay là hướng này nhé. Rồi mình sẽ tiếp tục đi tiếp đấy nhá. Ok. Và hẹn gặp lại anh em khi mình đã đến nơi hoặc là gần đến nơi. Ok, và chúng ta đã gần đến nơi rồi. Đấy, chỉ cần đi thẳng cho anh là đến thôi. Đó, kìa. Đây chính là nhà hàng Sanji. Đấy, đúng không? À, chuẩn xác 100% rồi đấy. Tại vì mình thấy nó cũng giống đúng không? Mình đã gọi là nhà hàng của Sanji. Thì cái con tàu này ở trong truyện thì nó xuất hiện ở những tập đầu tiên. Nhưng mà Luffy vẫn còn đang đi tìm kiếm đồng đội. Thì đây là nơi mà Sanji làm việc và sau đó Luffy đã quyết định rủ Sanji gọi là rời bỏ chỗ này và đi phiêu du. Đó, thì cái con tàu này bây giờ mình sẽ trước khi vào ăn sáng ấy thì chúng ta sẽ quay một vòng, do là đi quá lâu nên mình đã phải đi mất bao nhiêu nhỉ, đi mất 2 ngày trong Minecraft, tức là cứ sáng dậy tối thì tổng cộng là sáng 2 lần và tối 2 lần, và bây giờ là lần sáng thứ 3. Thì chúng ta đã đến được con tàu của Sanji. À, Sanji chứ nhầm. Đó, mình sẽ quay một vòng cho anh em nhìn. Tắt đi nhá, tắt đi cho anh em nhìn cho nó kỹ. Đó. Đây là tàu của Sanji. Cứ phải nhìn tổng thể đã rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong sau. Dù gì thì cũng còn nhiều thời gian mà đúng không? Đây, tổng thể con tàu của. Đó. Rồi bây giờ thì đi vào trong thôi. Mình sẽ đi đằng nào nhỉ? Mình là khách mà đúng không? Phải đi đằng cửa dành cho khách. Alo. Sẽ đóng cửa này. Chắc là Sanji hôm nay không có ở cửa hàng rồi. Không có ở đây em ạ. Chắc không có ở đây mới đóng cửa như này. Mà chắc gì đây đã là cửa của nó nhỉ? Thôi kệ đi. Dù sao đã đến rồi thì vào thôi. Cửa này hiện đại rồi. Thế nhưng mà sao con đấy? Đấy, mình đang tự hỏi này. Là tại sao nó lại không kiểu đóng vào ấy. Ô, nhà hàng này tại sao nó không có ai hết nhỉ? Chắc là do sau khi Sanji bỏ đi thì cái nhà hàng này nó cũng đã không hoạt động nữa. Anh em hiện tại thì Sanji là đang chuẩn bị kết hôn với con gái của Big Mom.
Nhưng mà vấn đề là Sanji không muốn cưới đâu. Chỉ là do là để cứu đồng đội nên. Chỉ do để cứu đồng đội nên là mới đồng ý cưới thôi. Mà thực ra đám cưới đó là chỉ là giả. Đó. Tức là ý đồ của Big Mom ấy là đám cưới đó là để phục vụ cho chính trị, tức là cho quyền lực của bà ấy. Còn đâu Sanji và con gái Big Mom thì đã đồng ý với nhau là cái đám cưới chỉ là giả thôi ấy. Đấy. Chứ không cưới thật. Và đó là cái lý do mà Sanji nói đây, bởi vì Sanji đang lo cưới vợ rồi. Thì trong cái chuyện đó mình đang đọc về cái chap mà cái chap gần nhất, không phải là chap mới nhất đâu, mà là chap gần nhất mình đọc, đó chính là cái chap mà con gái của Big Mom đến gặp Luffy và Nami ở đang bị nhốt ở trong cái quyển sách nhà giam ấy. Thì mình đang đọc chỗ đấy thì thấy Sanji có vẻ như kiểu là rất là bất lực ấy, không thể làm gì được, bởi lẽ là cái thế lực của Big Mom là thế lực của gia đình Sanji là quá bá mạng, gọi là quá bá, nên Sanji không thể làm gì được cả, gọi là thanh niên bất lực luôn. Acid chắc đây là cửa ra nhỉ, đóng vào đi cho nó lịch sự. À đây là VKC. VKC chắc là đây là phòng sông hơi các bạn, còn đây là bồn vệ sinh chuẩn luôn ạ. Sẽ đi ra ngoài này. Quen cái chỗ này chắc là đuôi của cái con cá rồi, và dưới chắc không có gì cả, mình sẽ đi lên trên đó. Với cái nhà hàng này nó có cái thang hay không, trên này có lên được không? Không chắc lắm, chắc là không lên được. Bây giờ chúng ta sẽ đi vòng vèo vèo quanh đây đã. Và bởi lẽ là Sanji không có đây nên là chắc là mình sẽ tự nấu ăn, tự phục vụ thôi, chứ không thì chết đói anh em ạ. Đi 2 ngày chưa ăn gì cả, cứ bay vật vờ như một thằng nghiện trên trời, nên là mình sẽ phải đi kiếm đồ ăn đã. Cái cửa vào đâu rồi? Mình nghĩ là trên này lên được đấy, mình bây giờ lên trên này trước rồi ăn sau nhé. Đã chơi đến cùng lên trên này được. Cái gì đấy? Ủa may mà mình đang có trả quỷ không nhận sát thương ấy. Thế sao thằng nào lại thiết kế cái cửa ngu xuẩn như vậy? Hay là mình đóng vào xem mình lên được nhỉ? What? Làm sao để lên được vậy? À mình bay được mà. Quên mất là mình bay được, tự nhiên lại trèo cái cầu thang thì không biết. Rồi lên luôn là cột cờ. Đây là cái cờ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò cảm giác mạnh. Mình sẽ đi xuống một đường này. Ui, không xuống theo cách bình thường nữa, mà mình sẽ xuống theo cái đường nguy hiểm nhất. Đó. Chúng ta sẽ đi đường này xuống để gọi là tăng tính mạo hiểm cho trò chơi. Thì mình sẽ để cái góc độ này nhìn cho nó feel. Đó, rồi quay lên. Ok, này có phê luôn. Bây giờ mình đang đi tìm đường xuống. Thôi chúng ta sẽ đây là ống khói này. Những cái tơ nhện là để gọi là tượng trưng cho khói. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nhà hàng. Nhưng mà cửa đâu nhỉ? Đáng lẽ nó phải thiết kế thêm một cái cửa trên nữa. Nhưng mà chắc là trên này là phòng ngủ rồi. Phòng ngủ nên là không có cửa. Nhưng không có cửa thì lên bằng niềm tin à. Mình sẽ phải tìm cái lối lên của nó. Ok. Không có lối vào chứ nhỉ. Rồi đi về trong. Đây là chỗ nhà hàng rồi. Mình sẽ tìm chỗ nào có cái bếp núc gì đó để mình nấu. À đây, cầu thang đây. Vâng. Mình quên mất là cái cầu thang nằm giữa, trong chuyện cũng thế, cũng là cái cầu thang giữa luôn. Rồi. Ok. Trời không gì à? Buồn nhỉ. Mình cứ nghĩ là trong này phải có gì để mình ra liếm cơ. Cái phòng này chỉ làm cho vui hả? Nó ghi đây là It's not in the anime.
đây rồi, mình đã tìm ra được cái bếp. Ở đây chắc là kho. Ui dồi ôi. Trúng mánh rồi anh em ơi. Trúng mánh rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mua thức ăn. Ăn bánh mì suốt chán rồi. Bánh mì Sài Gòn ăn nhiều chán rồi. Mình sẽ mua một stack thịt bò bít tết cộng với một stack thịt gà chín, và mình sẽ mỗi một stack này sẽ trả là một hạt vàng thôi. Có vẻ hơi đi bò nhỉ. Mỗi một cái mình sẽ trả là 4 hạt vàng đi. Đấy, 4 hạt vàng cho nó xông xanh. Đặt ở đây nha. Ok, rồi và mình sẽ mua thêm một stack dưa hấu để tráng miệng. Cái đồ tráng miệng, dưa hấu rẻ hơn 2 thôi. Bây giờ may mắn tiền theo không? Chết. Mặc dù mình có thể lấy được, tại vì không có ai đây cả. Nhưng mà mình người thực sự chúng ta sẽ trả tiền. Và nếu như hết thì mình sẽ quay lại đây mua tiếp. Chúng ta còn rất nhiều luôn. Ra ngoài. Cái gì đấy? Water, nước, sữa và cái dưới cùng mình không biết là gì. Dao hay sao? Chỗ này có gì không? Chỗ này có rất nhiều bát luôn ạ. Nấm này. Nấm, chắc đây là máy tự động tạo ra súp nấm. Chỗ này không có gì. Ấn vào đây coi. Vui phết. Thôi xả vào đây. Trong này nó có thịt rồi. Quên mất mình sẽ lấy đâu chẳng đấy chứ. Trả đây đi. Rồi. Trong này mình sẽ tạm thời là mình phải tự nấu ăn thôi. Vì chúng ta có thịt bò mà, nên mình sẽ phải mượn tạm cái bếp than này để nấu đồ. À, bên này vẫn còn miếng thịt heo này. Đây chắc đây không có gì. Anh em có uống nước hay là uống sữa? Mình thì uống sữa đi. Đó, cái này xây dựng cho vui thôi chứ chắc không có tác dụng gì đâu. Mình đi vào trong kho này nào. Lại bát. Để xem là chúng ta có ăn trong này kho vào rồi. Vậy thì tí nữa chúng ta sẽ lên tầng 3. Còn bây giờ sang phòng bên này. À, phòng này mình chưa ra xong. Quên. Mình chưa vào phòng này đúng không? Đây là phòng ngủ của các bạn. Úi giời, một set đồ luôn ạ. Đây là đồ để mặc. Chắc là đây là đồng phục của cái chỗ này. Đó, mình quay gần để cho anh em nào giỏi tiếng Anh thì có thể đọc. Còn mình thì chịu. Ok, quay lại nào. Mình sẽ đợi cho cái đống thịt này nó xong đã. Rồi chúng ta sẽ lên trên tầng trên cao nhất và kết thúc rồi. Cái nhà hàng này thì do không có săn gì ở đây nên là cũng chả có gì cả. Gọi là đi khám phá xung quanh xem có gì không thôi. Mình đã lấy được khá nhiều. Một stack thịt gà, bít tết với cả dưa. Ok. Khá ngon. Còn lâu nhỉ. Thôi kệ, cứ để đây, mình sẽ lên tầng trên trước. Và sau khi quay xuống thì chắc là nó sẽ vừa xong. Holy shit. Cầu thang này ngoằn ngoèo nhỉ. Trên này không gì cả. Mình đang định kiểu tỏ ra bất ngờ ấy, nhưng mà cuối cùng trên này không có gì. Buồn thật. Không có gì cả. Có gì đây? Nếu vẫn ấn vào lại có biến thì chết. Đã thử nhá. Ui, hạ điện nhỉ. Anh em để ý cái này nhá. Được, mình thích cái này. Bật lên. Rồi. Đấy, đây là căn phòng hiện đại nhất mà mình biết, chắc đây là phòng của ông chủ. Chỉ phòng của boss nó mới kiểu như là hiện đại thôi. Rồi bây giờ đi xuống. Ra ngoài hít thở không khí, chào đón ngày mới nè. Không biết là ngày mới là đêm xuống nhỉ. Mình chả biết nữa, kệ đi. Ra ngoài hít phát rồi đi vào.
xong rồi thì cái nhà hàng Sanji nó không có gì hết đúng không? Chúng ta có một chỗ chưa đi. Mình đang định kết thúc video nhưng mà nhớ sực nhớ ra là có một chỗ chưa đi. Đó chính là cái mồm của con cá. Đáng nhẽ ra chỗ này phải có đường đi xuống này. Đó, có một chỗ chưa nữa chưa đi đó chính là cái mồm. Cái chỗ mồm con cá mình chưa vào xem nó có gì bên trong đâu. Không biết là vào giống trong chuyện không? Yeah. Đầu tiên là hình như cái chỗ mồm con cá này trong chuyện là nó như kiểu nó có mở cái con thông ra ngoài là. Nhưng mà ở đây thì nó xây kín luôn. Chắc là không vào được rồi.